Bà Tân Vlog lặn lội từ Bắc Giang vào Sài Gòn gặp MC Trấn Thành để làm gì? Nam MC chia sẻ hình ảnh hội ngộ bà Tân Vlog ở Sài Gòn khiến nhiều người bất ngờ. Là hiện tượng mới nổi cách đây không lâu, trên YouTube và mạng xã hội, bà Tân Vlog nhanh chóng trở thành cơn sốt thu hút giới trẻ với những video thực hiện món ăn khổng lồ của mình. Nội dung không có gì quá đặc sắc, nhưng chính sự chất phác, hồn hậu qua lời giới thiệu trong mỗi video đã giúp mỗi sản phẩm của bà Tân nhận được hàng triệu lượt xem. Bên cạnh đó, chính câu nói "Các cháu có thấy bà ngầu không?" đầy hóm hình đã trở thành slogan được giới trẻ thuộc nằm lòng. Sau những thành tích trên mạng xã hội, bà Tân bắt đầu được báo chí và dư luận quan tâm với không ít bài phỏng vấn cùng những thông tin xoay quanh cuộc sống tại vùng quê Bắc Giang. Từ một người nông dân làm lũ qua vài video và sự lan truyền chóng mặt của mạng xã hội, bà Tân Vlog đã trở thành gương mặt quen thuộc ở khắp mọi nơi. Chưa dừng lại ở đó, những video Vlog còn đưa bà Tân đến với cơ hội góp mặt trong game show truyền hình Người Bí Ẩn tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều này mới được MC Trấn Thành tiết lộ trên trang cá nhân khi anh đăng tải một bức hình trong hậu trường cùng bà Tân Vlog với dòng chú thích. Ai đây, các fan của ẩm thực siêu cay khổng lồ vào đây với bà Tân Vlog này. Ngay sau khi đăng tải bức hình nhanh chóng nhận được 43.000 lượt yêu thích cùng gần 1.500 lượt bình luận. Trong số đó, đa phần là những comment ủng hộ việc bà Tân lên sóng truyền hình cũng như tò mò về sự xuất hiện của nhân vật này ra sao. Bên cạnh đó, phần bình luận của một người dùng nhận được nhiều sự chú ý hơn cả. Người này tự nhận đã xem game show có bà Tân Vlog tham gia và tiết lộ MC Trấn Thành đã nói một câu khiến nhân vật này rất buồn. Tuy nhiên, khi được hỏi câu nói đó là gì, người này lại không trả lời lại.